con đi từ Nha Trang tới. À, ở bên kia cách thị trấn Bảo Lạc 5 cây. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con đi về Hà Giang. We'll be right back.
Quay lại mưa to thêm rồi. Thank you.
Xin chào quý vị khán giả, cô chú anh chị em và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây chính là vị trí kết nối với quốc lộ 63 để kết nối với tuyến đường 3 tháng 2, con đường ven biển. Và cái đoạn này đang thi công ra sao và như thế nào thì em sẽ di chuyển từ điểm đầu đến cầu cống Kinh Cục nối vào Phú Cường, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhé. Trên cái bản đồ thì đây chính là hướng từ Gạch Giá di chuyển đến Châu Thành kết nối với quốc lộ 63. Và đây là hướng từ Châu Thành Tắc Cậu di chuyển trên tuyến đường 3 tháng 2 đang thi công đến cầu cống Kinh Cục và đến Phú Cường. Và đây chính là hướng di chuyển của em từ Tắc Cậu Châu Thành Kiên Giang di chuyển vào Phú Cường Gạch Giá Kiên Giang nha cô chú anh chị em. Thì đường 3 tháng 2 này dự kiến là sẽ đưa vào thông xe vào khoảng tháng 7 năm 2024 này. Và cái đoạn đang thi công nối dài với tuyến đường 3 tháng 2 cũ này có chiều dài là khoảng 8,5 km từ nút giao quốc lộ 63 Tắc Cậu di chuyển đến cầu cống Kinh Cục. Không biết là tiến độ hiện tại ra sao thì mời quý diễn giả cô chú cùng xem hết cái đoạn video này cùng với em và di chuyển đến chợ cầu cống Kinh Cục nhé. Sau khi hoàn thành cái đoạn đường 3 tháng 2 dài khoảng 8,5 km này nối với đường 3 tháng 2 cũ thì lúc đó đường 3 tháng 2 có tổng chiều dài khoảng hơn 16 km từ quốc lộ 63 đến đường Lý Thường Kiệt. Cầu cống Gạch Cà Lan. Đây có một cái cống rất là lớn nè, là cống ngăn mặn Gạch Cà Lan. Và cái đoạn đường 3 tháng 2 này nối từ đoạn thành phố Gạch Giá, cụ thể là tại cống Kinh Cục, và mở rộng và nối tiếp di chuyển đến Tắc Cậu của Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì cái đoạn đường đang được thi công này thì em thấy là người ta đang tiến hành thi công cho việc phối đá dăm, thì không còn bao lâu nữa thì sẽ tiến hành cho việc thảm bê tông nhựa nóng bên trên bề mặt đường này. Và mình thấy là cái đoạn đường mới vừa được nối dài này và đang thi công thì cái phần đường rất là rộng. Bên cạnh đó thì người ta cũng đang đẩy nhanh tiến độ về cái việc đang đổ bê tông, đúc các cái
học để làm giải phân cách cứng ở giữa tim đường á. Bên đây thì mình đang chạy theo một chiều đó. Còn làn đường bên kia thì nằm bên kia lộ, ở giữa thì có tim đường đang đổ bê tông cho cái giải phân cách cứng ở giữa tim đường rất là rộng luôn. Cũng như hướng mà em đang di chuyển này là về thành phố Gạch Giá. Hôm nay phải nói là đón nhận một trận mưa rất là lớn luôn. Thì tại thành phố Gạch Giá thì hàng năm thì cũng thường hay xảy ra ngập lụt tại trung tâm thành phố Gạch Giá ở một số con đường và tuyến đường đó. Và hy vọng thước video này sẽ cho quý diễn giả gần xa cũng có thể thấy và biết được, nắm bắt được tình hình tại tỉnh Kiên Giang. Và cái đoạn nối tiếp đang thi công này 8,5 km này thì được ví như là một tuyến đường tránh đó, để đường tránh của cái Minh Lương, thị trấn Minh Lương, và cũng như là đường tránh quốc lộ 63. Ngày xưa để di chuyển từ thành phố Gạch Giá về đến Tắc Cậu đó, thì phải nói là khá là xa. Di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 63 đi ngang qua thị trấn Minh Lương của tỉnh Kiên Giang đó, khá là mất thời gian vì đi ngang cái thị trấn là thuộc khu vực đô thị đông dân cư, cho nên là di chuyển qua cái đoạn đó thì hết sức là mất thời gian. Hiện tại thì nếu hoàn thành được cái đoạn nối dài đường 3 tháng 2 dài khoảng 8,5 km này á, thì sẽ di chuyển rất là nhanh từ thành phố Gạch Giá về đến chợ Tắc Cậu và đến khu vực của Tắc Cậu, Châu Hành, tỉnh Kiên Giang. Rút ngắn hành trình di chuyển còn khoảng 15 phút đi từ Gạch Giá về đến Tắc Cậu. Hiện tại thì quý diễn giả, cô chú có thể nhìn thấy được tiến độ của cái việc thi công cái đoạn 8,5 km đường 3 tháng 2 này. Và cái tổng kinh phí theo em tìm hiểu là với mức đầu tư trên 363 tỷ đồng. Ở con đường nối dài thêm này với 3 nút giao và 24 đường giao với dân sinh. Hy vọng là tiến độ sẽ sớm hoàn thành vào khoảng lối tháng 7 này năm 2024 sẽ có tuyến đường mới và thông xe, giúp cho việc đi lại di chuyển của bà con mình giữa thành phố Gạch Giá và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bây giờ thì mời quý vị và cô chú cùng xem hết cái đoạn đường dài khoảng 8,5 km này cùng với em đến cuối video nhé. Đây là cầu sống đập đá nha. Nghe cái tên rồi nghe nghĩ rồi.
chèo miệt thứ cà mau. Gió lao sao thôi vào mây lá, như ru tình cô gái Tiền Giang. Yêu quê hương yêu miền cố thổ, những dương tình đất tổ quê cha. Anh ơi, trời nắng đau khổ,
niên nha. Thank you.
Dạ, và đây chính là cống kênh Cục. À, cống kênh Cục là chính là điểm bắt đầu nối vào cái tuyến đường 3 tháng 2, đường ven biển nha cô chú anh chị em. Và từ cống kênh Cục này mình di chuyển một chút xíu nữa mình sẽ đến khu lấn biển Phú Cường nha cô chú anh chị em, và vào trong nội ô của thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và cái tuyến đường 3 tháng 2 ven biển này sẽ giúp bà con mình đi từ Gạch Giá về Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang, và hướng ngược lại giúp bà con mình di chuyển dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn so với tuyến đường cũ là quốc lộ 63 di chuyển qua thị trấn Minh Lương. Video đến đây cũng khá là dài, em xin kết thúc video này tại đây nha. Ở đầu video thì em thấy trời mưa cũng to nên là cũng đường sình lầy khó di chuyển, nhưng mà sau khi em thấy là trời tạnh rồi em cũng cố gắng di chuyển vào đây để ghi hình một vài ảnh cho cô chú anh chị em mình cùng xem á. Xíu nữa mới đến là khu lấn biển Phú Cường nha cô chú anh chị em. Đây cũng khu dân cư này cũng rộng lắm. Đừng đây đuổi xây nữa nè. Dữ dằn nữa ta. Giang Gạch Giá giàu dữ ha. Xây nhiều khu dân cư quá.
bây giờ em xin kết thúc video của tôi tại đây nha. Bye bye.